Bóng đá là cuộc sống của tôi, là hơi thở trong gia đình của tôi và là điều kỳ diệu giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Bóng đá với tôi là đam mê. Nó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Hiện tại và tương lai của tôi sẽ gắn liền với hai từ bóng đá. Với tôi, bóng đá là số 1 và còn hơn thế nữa. Vâng, thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị biết được tất cả những điều mà chàng trai ngày hôm nay của chúng tôi đã làm để được ra sân chơi bóng, thì chắc chắn quý vị khán giả sẽ đồng ý với chúng tôi rằng nếu như anh ấy nhận mình yêu bóng đá số 2 thì sẽ không ai là số 1 cả. Xin được giới thiệu tới chương trình ngày hôm nay tiền vệ Nghiêm Xuân Tú. Xin chào MC Giang Anh và xin chào tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bóng đá là số 1. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những câu chuyện để nói với nhau về bóng đá. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bóng đá là số 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và như anh Tú đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì anh có nói là bóng đá đối với anh là số 1 và còn hơn như vậy nữa. Thực ra thì em cũng tin là như vậy bởi vì em cũng được biết một câu chuyện của anh Tú từ năm 2010. Khi đó thì một chàng trai mới chỉ 22 tuổi thôi đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Thực sự thì ngày hôm nay khi mà em được ngồi ở đây và nói chuyện với anh như thế này thì em cũng không thể hình dung ra được là khi ấy anh đã đối mặt với câu chuyện đó như thế nào. Thực ra thì bảo là không suy nghĩ thì cũng không đúng đâu. Bởi vì khi mà nhận thông tin bị cái căn bệnh như vậy thì nó rất là suy sụp và cảm giác nhất là với một người và khi đó mới chỉ 20, 21, 22 tuổi như Tú. Tuy nhiên thì cái thời gian mà đi vào trong bệnh viện điều trị thì chính cái thời gian đấy mình gặp được rất là nhiều người, cụ thể là những cái bác lớn tuổi hơn mình, những người già 50, 60 tuổi mà họ bị lại lần thứ hai rồi, vào đấy chơi đánh cờ rồi là uống trà, trong người ta vẫn rất là lạc quan, trong người ta không có cảm giác là người ta đang bị bệnh. Thế là mình mới có suy nghĩ là tại sao người già như vậy người ta lạc quan như thế mà mình còn trẻ, mình sức khỏe chắc chắn là mình hơn người ta rồi, thì tại sao mình lại phải buồn bã rồi là mình chán nản làm gì. Mình hãy nhìn vào những tấm gương như vậy để mình có thể có thêm những cái nghị lực, những động lực để mình vượt qua những cơn đoạn khó khăn đấy. Và không chỉ nhìn thấy những người bạn khi đó của anh, những tấm gương của anh, thì chắc chắn là bóng đá thời điểm đó cũng sẽ giúp cho anh rất nhiều, sẽ giúp anh có thêm một cái động lực, đúng không? Trong thời gian trị bệnh đấy có nhiều câu chuyện mà bây giờ kể ra cũng nhiều người không tin đâu. Bởi vì cũng chính vì bóng đá đấy, khi mà mổ xong được khoảng 10 ngày, khoảng 2 tuần thì là cũng thèm đá bóng quá. Khi đấy là mổ, vết mổ chưa lành, đợt đấy là chưa có mổ nội soi, đợt đấy là mổ phanh, thì là thấy các bạn là rủ nhau đi đá bóng, anh em ở nhà đấy rủ nhau đi đá bóng, bảo là thế bây giờ đi chơi, đi xem thôi cho đỡ buồn. Thế là cũng đi, một cầu thủ như mình mà đi lên sân mà ngồi xem không cũng buồn, cũng ngứa chân ngứa tay. Thì đợt đấy nếu mà lúc mà anh đi xem thì anh có mang giày đá bóng theo không? Anh lại không mang, nhưng mà lúc sau thì cũng lấy giày của ông bên cạnh là vào sân là chạy thử một tí thôi. Thế là về đi cấp cứu lại thì nó lồng cái ruột lên. Sau cái thời điểm đấy thì nếu em nhớ không nhầm thì là vào năm 2013 là anh đã có thể trở lại với bóng đá, với những giải đấu phong trào rồi. Không biết là khi mà anh trở lại đó thì anh có nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ trở lại với sân chơi chuyên nghiệp không? Trong đầu cái thời điểm năm 2013 đấy thì không nghĩ trong đầu là có thể đá lại chuyên nghiệp đâu. Bởi vì ngay từ lúc tập các cái đội trẻ thì mình tự cảm thấy là chuyên môn mình cũng không phải là quá xuất sắc ở một cái lứa trẻ như vậy. Sau đó còn mắc cái biến cố như vậy nữa thì tôi cũng chỉ nghĩ là về đá phủi thôi. Bởi vì lúc đấy cũng nhận được nhiều những cái lời mời về đá phủi của đội bóng này, công ty nọ, công ty kia, là vừa đá bóng rồi là vừa đi làm rồi là cũng có lương các thứ, thì mình nghĩ là như thế là cũng ổn định. Còn có một điều nữa mà em thắc mắc đó là không biết là sau cái biến cố đó thì có điều gì thay đổi trong cuộc sống của anh không? Và sau cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình làm cái gì mình suy nghĩ nó tích cực hơn. Ví dụ ngay kể cả thời điểm hiện tại thôi, khi mà trong sự nghiệp của mình gặp một cái giai đoạn nào nó khó khăn chẳng hạn thì mình cũng sẽ nghĩ rằng mình đã từng vượt qua những cái còn khó khăn hơn, khó khăn hơn như thế rồi, thế nên là những cái này mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ thôi. Nhiều người nhận xét rằng anh Nghiêm Xuân Tú là một cầu thủ
thực sự đa tài của bóng đá Việt Nam với rất nhiều tài lẻ khác nhau và còn là một fashionista chính hiệu nữa nha quý vị. Anh Tú, anh nghĩ sao khi mà rất nhiều người gọi anh là một biểu tượng thời trang trong giới cầu thủ Việt? Cảm thấy là hơi ngại bởi vì trông thế thôi, nhưng mà về cái kiến thức về thời trang hay là cái gì thì mình thực sự không nắm được quá là nhiều đâu. Bởi vì mỗi người mỗi nghề mà, mình là cầu thủ thì mình đá bóng tốt thôi là ok rồi. Thật sự là cũng xem rất là nhiều, hay theo dõi trên mạng xã hội này, rồi hay xem trên những tạp chí thì thấy họ mặc cái này mình cảm thấy phù hợp thì mình áp dụng vào cho mình thôi. Có bao giờ anh nghĩ đấy là mình sẽ mở ra một cửa hàng thời trang? Thật ra cái này cũng ấp ủ từ lâu rồi. Bây giờ anh em cầu thủ là cũng rất nhiều người là có rồi, thương hiệu, rất nhiều chủ tịch xuất hiện bây giờ rồi. Nhưng mà thật sự là khi mà làm một cái gì với cá nhân của Tú thì Tú phải thật sự phải chỉn chu cũng như là phải nghiêm túc thì lúc đấy mới dám làm. Khi mà nhắc tới câu chuyện thời trang ấy thì hiện tại không chỉ bán hàng offline đâu mà bán hàng online cũng cực kỳ quan trọng nha. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì em sẽ có một thử thách nhỏ dành cho anh, đó là anh sẽ thử livestream bán hàng và bán chính những cái chiếc áo mà anh đang có. Anh có sẵn sàng với thử thách này không? Sẵn sàng. Xin chào các bạn. Lại là mình đây, mình là Nghiêm Xuân Tú. Và hôm nay thì mình không review những cái nồi niêu xoong chảo hay là những cái sản phẩm mỹ phẩm của vợ mình nữa. Hôm nay mình xin mượn sóng của nhà đài để giới thiệu cho các bạn những cái mẫu áo bóng đá. Và trên tay tôi đang là một chiếc áo của đội tuyển Đức năm 1994. Như chiếc áo này thì có cái hoa văn ở trên cổ rất đẹp. Chiếc áo này thì những ai theo dõi bóng đá, đặc biệt là các chú, các bác ngày xưa và ngay cả bố của mình cũng thích, rất thích chiếc áo này. Xin mãi mà mình chưa cho. Tiếp theo là chiếc áo của Sporting Lisbon năm 2001-2002. Chiếc áo này thì nó có một cái màu đang là trend năm nay, đây là màu xanh lá và trắng. Chiếc áo này đặc biệt một chỗ Ronaldo chưa từng mặc nó. Đấy các bạn ạ. Tất nhiên cũng không có chữ ký rồi. Nhưng trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái ưu đãi dành cho các bạn là mua 1 tặng 1. Tuy nhiên mình sẽ tính tiền 2. Qua mẫu à? Hôm nay mình còn chưa có ai, đang có 3 bạn xem thôi. Còn chưa có ai comment để mua áo đây này các bạn ơi. Cảm ơn anh Tú. Một màn livestream cực kỳ vui luôn. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình Bóng đá là số 1 ngày hôm nay của chúng tôi thì khách mời không chỉ có anh Nghiêm Xuân Tú thôi đâu mà còn có một vị khách mời rất đặc biệt mà các fan hâm mộ của anh Tú hay gọi là Xuân Tú Mini. Xin được giới thiệu bé Nghiêm Xuân Tùng. Chào Xuân Tùng nhá. Xin chào mọi người, mình tên là Xuân Tùng, năm nay mình 8 tuổi. Giống y như là một phiên bản mini của anh Tú vậy. Cho cô hỏi một chút nhé, bình thường thì con rất thích bóng đá đúng không? Thế bình thường thì khi mà tập luyện thì bố Tú có dạy con tập không hay là ai dạy con tập? Thầy con với bố con. Bây giờ bố sẽ ném quả bóng này ra, con bay người con xoạc lấy lại quả bóng như là hậu vệ nhá. Bắt đầu. 3, 2, 1. Đá. Đúng rồi, đấy, đá đúng rồi, chầm này nó sẽ mạnh hơn. 3, 2, 1. Đúng rồi, ok. Cô hỏi nhỏ tí là bình thường khi mà bố dậy ấy, thì bố có hay la mắng con không? Không. Không ạ? Lo lắng quá, không biết ngồi đây cháu nó có bắn đứng mình không đây. Theo em được thấy ấy, thì anh Tú và bạn Cu Tí có rất nhiều những hình ảnh cùng với nhau. Và em cảm thấy là có phải như là bóng đá là một cái sợi dây kết nối giữa hai bố con không? Thường thẳng bây giờ về nhà nhá. Nếu mà hỏi cháu là thích đi chơi đâu hay là thích làm cái gì khác hoặc là đá bóng thì lúc nào cũng chọn là đá bóng. Đấy là cái điều rất là vui, bởi vì không phải đứa trẻ con nào nó cũng có cái đam mê, mà nhất là cái đam mê lại giống mình lại nữa, giống thì, với bố luôn. Thì là rất là vui. Còn năng khiếu mình chưa nói đến nhá, bởi vì biệt danh của cháu là một cây hài, một diễn viên hài của đội. Cô Tí thích câu lạc bộ nào? Thích câu lạc bộ Bình Định. Câu lạc bộ Bình Định. Rất biết cách. Rất biết cách đúng không? Thế thì cầu thủ nhá, cô hỏi thêm này, cầu thủ ở Việt Nam ấy thì con thích cầu thủ nào nhất? Quang Hải. Thế Quang Hải, thế tại sao bố vừa đẹp trai này, ăn mặc đẹp này, đá bóng hay như thế này mà con không thích mà con lại thích chú Quang Hải? Bụt chùa nhà không thiêng cô hả? Giống như con trai của Cristiano Ronaldo thì hâm mộ Messi vậy đúng không anh? Messi xuyên bàn đứng bố trên mạng đấy. Mỗi người một viên này.
nay thì em sẽ có một bài test nhá, để xem là hai bố con có thực sự hợp nhau hay không nhá. Ok, và câu trả lời sẽ là một điểm giống nhau. Anh Xuân Tú đang phải loát quý vị ạ. Nào, 1, 2, 3. Ok, đáp án của chúng ta là không giống nhau nha quý vị. Cô Tí thì là cô Hằng, mà anh Nghiêm Xuân Tú thì lại đưa đáp án là cô Hạnh. Thế này là chắc chắn là không hay đi họp phụ huynh rồi đúng không anh? Rõ ràng. Hy vọng là về mẹ không hỏi cô Hạnh là cô nào. À, và bây giờ là kết quả của chúng ta. Chọn luôn AS Roma, fan câu lạc bộ AS Roma đúng không? Biết tiếng Việt luôn. Vì hai bố con đều thích một món này. Ok, chuẩn rồi. Hai bố con đều thích món này, ngày nào ăn xôi hai bữa được luôn. Cụ Tí rất hí hửng, đang biết rồi. Còn anh Nghiêm Xuân Tú thì vẫn đang suy nghĩ được quý vị. Bạn. Một câu hỏi mà em nghĩ là sẽ khó nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà cả hai bố con đều đã trả lời đúng. Anh Nghiêm Xuân Tú và con trai độ hiểu nhau, độ ăn ý là 4/5 nha quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có những thử thách vui, những khoảnh khắc rất là đáng yêu của bé Nghiêm Xuân Tùng, những câu chuyện bóng đá với anh Nghiêm Xuân Tú, và chúng tôi tin rằng bóng đá đã mang lại cho anh Nghiêm Xuân Tú rất nhiều điều. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Bóng Đá Là Số 1 ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.